Thưa quý vị, rạng sáng nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đợt dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. WHO quan ngại dịch bệnh có thể lan rộng hơn, đặc biệt sang các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém. Theo số liệu thống kê mới nhất, cho đến nay tại Trung Quốc đã có 9.720 ca xác nhận nhiễm virus corona, trong đó có 213 ca tử vong. <laughs> Trên thế giới đã có 22 quốc gia và dùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc ghi nhận có 140 ca nhiễm và không có người tử vong. Hiện có 8 ca nhiễm virus corona được xác nhận do lây từ người sang người, cụ thể là ở Đức, Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam. Sau Ấn Độ và Philippines, Italia và Anh là quốc gia mới nhất ghi nhận có 2 ca nhiễm đầu tiên ở mỗi nước. Hiện New Zealand cũng đang nghi ngờ một ca nhiễm virus corona và kết quả sẽ được công bố vào ngày mai. Phát biểu từ Geneva và Thụy Sĩ, Giám đốc WHO tiến sĩ Tedros Adhanom cho rằng đây là một đợt dịch bệnh chưa từng có tiền lệ và các biện pháp đối phó cũng chưa từng có. Lý do cho việc tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế là này không phải bởi vì những sự đang diễn ra ở Trung Quốc, mà là ở các nước khác. Lo ngại lớn nhất là khả năng virus lan sang các nước có hệ thống y tế yếu hơn và chưa sẵn sàng để ứng phó với tình huống này. Để tôi nói rõ so hơn, đây không phải là lá phiếu mất tín nhiệm đối với Trung Quốc. Ngược lại, đối với WHO tiếp tục tin tưởng vào khả năng Trung Quốc khống chế dịch bệnh. Theo định nghĩa của WHO, thì tình trạng khẩn cấp toàn cầu chỉ được ban bố nếu có một sự kiện bất thường xảy ra, có thể gây rủi ro y tế đến các quốc gia khác khi dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu. Trong quá khứ, WHO đã 5 lần ban bố tình trạng này, gồm dịch cúm heo H1N1 năm 2009, bệnh bại liệt trẻ em năm 2014, dịch bệnh do virus Zika năm 2016, dịch virus Ebola năm 2014 và 2019. Tuyên bố sau quyết định của WHO, Trung Quốc khẳng định có đầy đủ khả năng để đánh bại nạn dịch này và đã thực thi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan chặt chẽ nhất. Chúng tôi tự tin có đủ khả năng kiểm soát hiệu quả và sẽ chiến thắng dịch bệnh. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế hiểu và hỗ trợ Trung Quốc trong việc kiểm soát dịch bệnh dựa theo các quy định y tế quốc tế và khuyến nghị từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chúng tôi hy vọng sẽ phối hợp với các quốc gia khác để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên thế giới. Theo Quỹ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, Hiện đã có 9.720 ca dương tính với virus corona, 213 ca tử vong đều từ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Với một ca phát hiện vào hôm qua tại Tây Tạng, thì virus corona đã lan tới mọi khu vực tại Trung Quốc đại lục. Hiện tỉnh Hồ Bắc, nơi có 60 triệu người dân, tâm điểm xảy ra dịch bệnh vẫn đang trong tình trạng bị phong tỏa. Tất cả người dân được khuyến cáo ở nhà làm việc. Trong khi đó, sáng nay, giới chức Australia cảnh báo 15 phút là thời gian đủ để lây nhiễm virus corona từ người nhiễm bệnh sang người bình thường nếu có tiếp xúc gần như trò chuyện hoặc cùng sinh hoạt trong không gian kín. Khác với các virus lây lan qua đường không khí có thể di chuyển xa, các giọt nước bọt của người nhiễm virus rơi xuống trong phạm vi 1 đến 2 mét. Một người có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào bề mặt có dính giọt nước bắn từ người bệnh, sau đó đưa lên mũi hoặc miệng. Trước những diễn biến nghiêm trọng của dịch viêm phổi do virus corona mới, chính phủ Trung Quốc đã quyết định điều các máy bay thương mại để đưa công dân của thành phố tâm dịch Vũ Hán hiện đang ở nước ngoài về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc đưa công dân về nước dựa trên quan điểm rằng người dân tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là ở thành phố Vũ Hán đang đối mặt với những thực tiễn khó khăn ở nước ngoài. Trong khi đó, sau khi Đức và Mỹ xác nhận những trường hợp nhiễm virus corona từ người sang người, Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông cùng ngày đã thông báo trường hợp đầu tiên virus corona mới truyền từ người sang người. Nữ bệnh nhân 37 tuổi hiện đang được điều trị cách ly là con gái của cặp vợ chồng đến từ ổ dịch Vũ Hán, trước đó được xác định dương tính với virus corona chủng mới. Cũng trong sáng nay, chính phủ Mỹ đã khuyến cáo yêu cầu các công dân không du lịch đến Trung Quốc, nâng mức cảnh báo du lịch của nước này lên mức cao nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa chỉ dẫn công dân hiện đang có mặt tại Trung Quốc cho rằng, những người này cần cân nhắc việc rời đi thông qua các phương tiện thương mại, đồng thời yêu cầu toàn bộ các nhân viên chính phủ Mỹ cùng gia đình phải rời khỏi thành phố Vũ Hán. Hiện hàng trăm công dân nước ngoài đang được di tản theo hình thức không ép buộc ra khỏi thành phố Vũ Hán. Anh, Australia, Hàn Quốc, Singapore và New Zealand, theo dự kiến, sẽ tiến hành cách ly tất cả công dân từ Vũ Hán trở về trong hai tuần để theo dõi. Italia đã dừng mọi chuyến bay đến Trung Quốc. Israel thì cấm tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc Nga đã đóng băng đường biên giới ở vùng Vĩnh Đông kéo dài 4.300 km với Trung Quốc. Trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona lan rộng, nhiều hãng hàng không đã có quyết định tạm dừng hoặc giảm các chuyến bay đến Trung Quốc cho đến cuối tháng 3. Hãng hàng không China Airlines của Đài Loan, Trung Quốc khuyến khích hành khách mang theo chai đồ uống riêng, đồng thời sẽ hạn chế các vật phẩm có thể sử dụng lại bằng những món đồ dùng một lần. Từ ngày 27 tháng 1, hãng hàng không khu vực và nội địa Mandarin Airlines ngừng phục vụ các suất ăn nóng, chăn, gối, khăn, tạp chí và báo. Thay khăn trẻ bàn và khăn ăn bằng giấy ăn trên các chuyến bay giữa Đài Loan và Đại Lục, cũng như các chuyến bay tới Hồng Kông. Đồ uống và tai nghe dùng một lần chỉ được cung cấp theo yêu cầu. Trong khi đó, Thái Airways phun thuốc khử trùng khoang hành khách và buồng lái trên tất cả các chuyến bay trở về từ Trung Quốc và các điểm đến có nguy cơ cao các hãng hàng không như singapore airlines cathay pacific airlines cho phép các thành viên phi hành đoàn đeo khẩu trang trên các chuyến bay tới trung quốc còn american airlines cung cấp khăn lau tay sát trùng cho tiếp viên hàng không sử dụng cho tất cả các chuyến bay đến trung quốc các chuyên gia tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã phát triển thành công một bộ dụng cụ thử axit nucleic để phát hiện nhanh virus corona chủng mới 2019 nCoV, vốn là nguyên nhân gây ra dịch bệnh viêm phổi đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này và lan ra khoảng 20 quốc gia trên thế giới. Theo Phòng Khoa học và Công nghệ của thành phố Vô Tích, bộ dụng cụ thử mới có hiệu quả cao phát hiện virus, cho kết quả trong vòng từ 8 đến 15 phút, rất dễ sử dụng và vận chuyển. Hiện nay giới chức Trung Quốc đã cấp phép sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ thử này. Nhận định về tác động của dịch viêm phổi cấp do virus corona, hôm ngày 30 tháng 1, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định các tác động lên nền kinh tế Trung Quốc chỉ mang tính chất tạm thời và có thể đảo ngược. Ông Gary Rice, người phát ngôn Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói rằng các tác động này chỉ mang tính chất tạm thời và có thể đảo ngược khi virus dần được kiểm soát đường xá, sân bay được dỡ bỏ phong tỏa, người dân trở lại làm việc và các công ty bù đắp lại được khoản lỗ. Trong khi đó, nhóm các nhà kinh tế của Bloomberg cho rằng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm hơn 2% từ mức 6,1% của năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hồng Kông có thể giảm tăng trưởng 1,7 điểm phần trăm trong quý 1 Hàn Quốc và Việt Nam bị giảm 0,4 điểm phần trăm, Nhật Bản giảm 0,2%.